đa giếng nước Xuân Đình, bao năm vẫn thế một mình là sao? Hộ những người ế chỏng ế chơ thì bơi hết vào đây, cùng chị Kính đu trên TikTok hot nhất tuần qua nhé. Câu 1, TikToker nào mới đây đã dấn sân sang làm ca sĩ? Ca sĩ thì được cả TikTok công nhận rồi. Mới gần đây là sự xuất hiện của ca sĩ Xuân Ca với ca khúc Vì Em Điện. Cùng nghe xem chị ấy hợp làm TikToker hay là ca sĩ hơn nhé. Anh thích em diễn y e yên đời điên à, y e yên đời điên à. Thích em diễn y e yên đời điên à, thích em diễn điên, thích em diễn điên 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 điên. Câu 2, chén tắt đèn vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt nhỉ? Đố bạn TikToker triệu follow nào cũng theo dòng sự kiện này. Chính thức đu chèn tắt đèn biến hình nhưng lại thử thách người có căn mới xem được. Bạn trai Ngô Đình Nam cũng phải lên tiếng phàn nàn rồi đấy. Câu 3, đố bạn Giang Cư Mạnh nhận xét Xuân Ca khi tắt đèn trông giống ai? Rất Xuân Ca, nhưng khi tắt đèn lại bị hiểu nhầm là TikToker Bảo Khuyên. Đu tóc tóc đủ lâu chắc chắn bạn sẽ biết Bảo Khuyên là ai. Có 4, chị Rùa và anh Minh Quang đang đu trên Đáng Yêu trên nền nhạc nào đây? Trên Đáng Yêu cô đè nhất Hệ Mặt Trời gọi ngay nhạc hai, chỉ vài động tác cơ bản nhưng đã khiến crowd đổ gục rồi. Các bạn fan của chị Kính biết làm gì rồi chứ? Câu 5, bạn còn nhớ chen led Hyun Cúc một thời chứ? Ngoài chen nhảy trên nền nhạc này thì TikToker còn đu chen kiểu nào nữa? Nghe có vẻ không khả thi nhỉ, chứ đu trend kiểu biến hình thì lại là nghề của chị Đào Lê Phương Hoa rồi. Phá trend nhưng xứng đáng on top nhé. Câu 6, đây là TikToker mới nổi nào đây? Đây là TikToker Bình An với những điệu nhảy ca hẩy lắc mông siêu slay nhé. Thân thái của chị ấy thì nhìn tới đâu là on trend tới đó luôn. Câu 7, đố bạn ai là người biên đạo bài nhảy này? Không, nếu chị Kính nói chính chị Hoa Dù là người tạo trend. Người tạo trend mướt mượt mượt thế này thì người đu trend phải đến cỡ nào đây mấy nhí ơi. Câu 8, hiện tại ai là người đứng đầu trend cả hẩy tắt đèn biến hình? Không lộ mặt nhưng cá hề biết nhảy lại khiến dân tình chảy nước miếng với body vạn người mê. Chắc chắn cá hề on top không ai qua lại nàng rồi. Thank you.
Câu 9. Nghe nhạc này bạn đoán ai sẽ là người biên đạo bài này? Khó đã có thư thỏ lo, khi quả nhạc khó hiểu được remix cực lạ tai, khiến dân tình chỉ biết đứng hình, ai không đứng nổi thì chắc chắn đang đu trend này rồi. Chị Thu Phương đang đu trend nhạc mấy nhỉ? Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường vào tim, đường vào tim em ôi bắn ra. Trời mùa đông mây vẫn anh đi về. Vẫn mưa mưa rơi trên đường thẳng đi. Vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín. Bạn chẳng anh trên lối đi. Chấn động một thời thì chốt ngay nhạc một. Đường vào tim em ôi băng giá bất ngờ hot lại vào tay các pháp sư Việt Nam. Trên này đỉnh, đỉnh khỏi bàn. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường vào tim, đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn anh đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thẳng đi. Vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín. Bạn chẳng anh trên. Đố bạn đây là vai nào? Thiên nữ phản diện nổi tiếng nhất trong giới ngôn tình Ba Xu, xuất hiện trong hầu hết các bộ ngôn tình từ cổ trang đến hiện đại. Trước mặt nam chính có thể là Bạch Nguyệt Quang trong Sáng Ngây Thơ hay Bạch Liên Hoa Thần Thiết bị tổn thương khiến nam chính hiểu lầm nữ chính. Nhưng trước mặt nữ chính lại độc áp lưu mô, công tử thủ đoạn. Có thể nói không có Liễu Như Yên thì mối tình của nam nữ chính sẽ không thể trọn vẹn. Kết cục của Liễu Như Yên luôn được định sẵn là thua cuộc và bị nữ chính đánh bại. Tuy nhiên với tần suất đi công lược nam chính ở mọi vũ trụ thì Liễu Như Yên dần được giải yêu thích và trở thành trùm phản diện của mọi nhà. Vai Bạch Nguyệt Quang hay là nốt Chu Sa giờ là xưa rồi. Vai nữ phụ Liễu Như Yên mới là thứ khiến chị em mất ngủ đây nè. Câu 12. Đố bạn đây là thần tiên tỷ tỷ nào? Có đoạn sau chắc nhiều bạn không nhận ra chị Xin. Cũng là người nhẹ nhưng anh hùng này lạ lắm. Yêu quái mà thấy chắc cũng mê như điếu đổ. Câu 13. Bạn mê nhất trend nào tuần qua? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Giờ thì cùng nhau nhấn like và đăng ký kênh thôi nào. Rồi thì chúng mình chuyển sang những câu đố tiếp theo nhé. Câu 1. Đố bạn đây là TikToker nào? Bao ngày không nói người nơi đâu mất rồi, sao từng vui thế ân từng thế nhưng giờ là ai thôi. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không. Nếu anh cứ đi phải trốn xa lạ, nếu em cứ theo vì chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui. Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu vẫn tin dẫu đôi lần em có rồi, rồi anh đổi mang thân thật cho người khác. Nhìn mái tóc xù bồng bềnh là đoán ra ngay TikTok cơ Hoa Xù chứ ai. Để mà nói dạo gần đây thì chị ấy quá là hot. Một khi đã nhảy thì bánh cuốn đừng hỏi. Đó là lý do chị Hoa Xù lọt top 5 đấy.
thầy cuốn, chị Hoa còn nổi bật hơn nhờ điều gì? Chị Kính rất ấn tượng với gu thời trang lạ đời của chị Hoa Sù. Trên thì áo ngắn bó sát, dưới là quần cà trễ. Tuy có nhiều người chê, nhưng chị lại cảm thấy chị Hoa Sù mặc như vậy rất đẹp và nổi bật nhé. Chị ấy bị xù là gì? Có người muốn duỗi ra chẳng được, nhưng riêng chị ấy lại đi làm cho tóc nó xù ra, trông rất cá tính và lạ mắt nữa, nhìn cứ như công chúa của Disney ấy. Đố các bạn biết ai sẽ lọt top 5 nhảy cuốn của bảng xếp hạng lần này đó. Cũng sẽ lọt top, nhưng mà không phải đâu. Có dạo này thì chị Quỳnh Như nhảy ít hơn, nên có mỗi chị Xuân Ca lọt top thôi nè. Em đã xa anh rồi trong một chiều mưa bay, mang những điều thương và dù bao ta với mây. Quên hết đi bao ngày, còn đầy lại trong nơi hình. Anh biết những chân thần sẽ còn dành cho em. Câu 6, gần đây chị Xuân Ca bị chỉ trích do quảng cáo thứ gì? Riêng Xuân Ca mà có một số các TikToker khác cũng bị gieo tên do mặc áo BK8 quảng cáo cho sàn cờ bạc và cá độ bóng đá. Sau khi bị chỉ trích thì các TikToker đã xóa clip nhảy. May là Xuân Ca quay xe sớm đấy. Câu 7, TikToker tiếp theo chị Kính muốn nhắc đến là ai? Nhìn mái tóc thì hơi có vẻ khó đoán, cơ mà fan chị Xin thì là chuyện nhỏ như con thỏ. Nữ thần trong lòng ai đây nhỉ? Nhảy một điệu cho các fan ngắm nè. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ chơi với trong xa lạ, nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui? Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tìm dấu đôi lần em của rồi, rồi anh cũng... Câu 8, nhìn hai chị giống nhau quá, họ là gì của nhau nhỉ? Anh đem trao cho em vũ vàng, vũ vàng mong anh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong lòng, mong sao hoa còn rơi ra. Mong sao hoa kia phải tàn. Một người bên Hàn, còn một người bên Việt Nam thì khó có thể là chị em song sinh lắm. Chị Kính đoán Xin và Jigu là bạn của nhau đấy. Câu 9, Xin nhảy cuốn thì ai cũng biết, cơ mà các fan đã biết ai đi du lịch Hàn Quốc cùng chị Xin chưa? Thầy Beo chỉ có chân làm MC đám cưới cho cặp Xin và Ngô Đình Nam thôi. Nhìn hai anh chị đi du lịch Hàn Quốc mà chỉ biết ước. Sẽ lọt top 5 người nhảy cuốn nhất. Đắn đo khoảng
khoảng chừng 10 giây thì mới đưa ra được đáp án. Chị Hà Môi là một trong 5 người nhảy cuốn nhất top top. Anti thì cũng phải công nhận thôi, vì chị nhảy cỡ này cơ mà. Câu 11, nhạc nào đúng nhỉ Phan ơi? Ở đây có ai là fan của Ngân Hà không? Điểm danh ngay dưới comment nào. Câu 12, có thông tin chị Hà mới mở quán gì nhỉ? Mới mà chị Hà mở tiệm làm tóc cho thỏa đam mê. Cơ mà thấy nhiều người bảo chị ấy góp cổ phần thôi, người lại bảo chị ấy mở trại mèo. Tin nào mới là chuẩn nhá? Câu 13, bài gì mà nghe dễ thương quá vậy? Thì nhiều bạn cũng mê chiếc nhạc Thiên Lý ơi đáng yêu xỉu này. Nghe là chỉ muốn rủ đứa bạn đu chen liền nhé. Câu 14, đã có 4 chị đẹp lọt top rồi, người cuối cùng nhảy cuốn là ai? Ôi ôi, hai idol này nhiều fan lắm, nhảy cũng cuốn nữa nên chẳng biết chọn ai. Phải thêm 2 câu hỏi phụ rồi nhờ fan vote mới được. Câu 15, ngắm thật kỹ rồi chấm điểm cho chị rùa nào. Chấm 9,75 điểm nha. Nói chung là cũng ưng lắm rồi đó. Các fan chấm mấy điểm nhỉ? Ai có thể giải thích giúp chị Kính video cuốn chỗ nào không? Chứ chị Kính xem cả chục lần rồi vẫn không thoát ra được. Đành phải cho 10 điểm thôi chứ biết sao giờ. Câu hỏi cuối bài rồi đó, bạn chọn Thiên Lý ơi nào đây?
Chờ xem ai được vote nhiều hơn thôi. Comment ngay ý kiến của các bạn xuống bên dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Bạn thích TikToker nào nhất? Hãy comment và đăng ký kênh cho chị Kín nhé. Bye bye.